Hello, chào tất cả những người anh em của em Thịnh Bến Tre nha. Thì trưa hôm nay em Thịnh đi bấm số lấy nền tái định cư anh em. Thì đang đi trên mình là em Kia Sportage nhập 2011, chạy mới 80.000 thôi anh chị. Cửa trời xanh rúp, nhớ ghế, sấy ghế, tùm lum hết trơn, gương kính chỉnh điện gặp gương. Em này giống như Range Rover anh chị, cơ bắp, nhìn nó cơ bắp ha. Form dáng đẹp nguyên zin, đây là tiệm của em nè anh chị. Mình đang bên lộ bên đây ha. Anh em không? Salon ô tô Nguyễn Thịnh em có rất nhiều xe, Thịnh Bến Tre có rất nhiều xe đợi anh em mình. Đó, hàng trăm xe anh em qua lựa chọn lấy thử đủ dòng đủ thể loại, có cho nợ, có bán thiếu, có đổi xe, có giao lưu xe. Đó, phông dáng rất là to bự con, anh em nhìn thấy rất là đẹp đúng không? Đó mà anh em đâu có biết nó rẻ đâu, ngày xưa nó tỷ mấy, bây giờ để cho em mình có 395 mà. Em đã bảo dưỡng full hết rồi. 395 này còn giảm còn bớt, có cho nợ, có bán thiếu, biển số đỉnh luôn. Cảm biến đầu đít nữa nè. Đó, làm lạnh ghế nữa, chạy rất là sang anh em. Kia Sportage nhập. Đó. Tem bọng nhãn mát của nhà sản xuất tới giờ luôn nè. Ghế điện bơm lưng, ghế da là ghế da zin luôn nha anh chị nha. Đó, xe chạy 83.000 chúng tôi 80 nha, 83.000 quá đẹp luôn. Gương kính chỉnh điện nè, gặp gương nè, số tự động nè, làm lạnh ghế nè anh chị, làm lạnh hai chế độ nè ha, làm lạnh hai bên ghế luôn, rồi sấy nữa nè, sấy là làm lạnh này, điều hòa auto đó, màn hình Android chà bá luôn, cửa trời xanh gấp đó, trồng zin cửa trời xanh gấp trước sau luôn, nó túi khí ABS thì thôi quá trời luôn. Một chiếc xe như một chiếc siêu phẩm vậy anh chị. Lên trưa nắng mà lên ngồi chiếc xe này mát đít lắm. Nó lạnh đã lắm anh chị. Lạnh cái lưng với cái đít đã lắm. Mà xe này máy có 2.0 thôi, cho nên tiêu hao nhiên liệu cũng khá là tương đối là tiết kiệm anh chị. 100 cây dòng này anh em mà đi khoảng 8 lít thôi. 2.0 gầm cao chạy 8 lít là quá tiết kiệm rồi. Hôm qua giờ em đổ 500.000 em chạy quá trời mà còn dư một đống luôn. Xe chuẩn chỉ liền lạc anh chị. Đúng xe cộp gia đình, cộp chất luôn á. Nói chung là nó riêng nguyên con luôn anh chị nha. Đầu đít đồ rồi keo chỉ rồi máy số là riêng hết luôn. Từ vàng nội thất cho đến vàng máy. Đó, anh em nhìn nè. Hai chìa riêng luôn. Anh em thấy có chiếc xe nào mà xe mua xe cũ mà còn được hai chìa riêng như xe này không? Quá đã đúng không? Anh em ngại gì nữa, đợi gì nữa anh em. Điện em liền đi 0866 678 971, 0834 333 371. Đó. Có alo là có bớt và có chạy thử là có bớt nha. Có bớt, có cho nợ, đổi xe đồ các kiểu luôn. Em bên em Thịnh thì nói chung thì rất là nhiều xe, gầm cao, gầm thấp. Máy này 7 chỗ thì về nhiều lắm, 7 chỗ bây giờ em còn rất là nhiều luôn á anh chị. 7 chỗ bây giờ còn Innova nè, Jay nè, Jolly nè, Highlander Everest máy dầu nè, rồi có Pajero máy dầu, có Gondro máy dầu, rồi có Randis tự động, có Livina số sàn, Livina tự động, Innova số sàn, Innova tự động. Đó, có Captiva số sàn, có Captiva tự động. Nó nhiều lắm, có Karen số sàn nữa. Đó, anh em qua lựa thoải mái lái thử vô tư. Xe này thì quá đỉnh anh chị, chạy rất là sang, rất là đẹp. Thì anh em nào quan tâm mẫu nào thì cứ nhắc máy alo nhân viên mình tư vấn cho, có giao lưu trao đổi với bà con hết luôn á. Rồi ok, cảm ơn, chúc anh chị em bà con bữa trưa vui vẻ, nhiều sức khỏe nha. Anh em làm ăn phát tài phát lộc nha. Có xe bán thì gọi cho em mua tới nhà và có hoa hồng cho anh em giới thiệu nha. 0564717171, em cảm ơn nhiều ạ.